Chào các bạn, đây là bài học tiếp theo trong khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành May và với nội dung là những từ viết tắt, những thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh ngành May. Thì những cái từ viết tắt và các thuật ngữ viết tắt này các bạn thường gặp ở đâu? Thứ nhất là gặp ở email. Cái thứ hai nữa là gặp ở những tài liệu của khách hàng. Mình lấy ví dụ như là Tech Park. Ở trong Tech Park thì các bạn có thể gặp ở trong bảng thông số, có thể gặp ở trong cái specification là trong cái phần mô tả trong sketch rất là nhiều, ngoài ra ở trong manual, ở trong guideline đều có và rất là nhiều trong những bảng thông số. Ngoài ra thì những từ viết tắt này các bạn còn gặp ở trong email nữa hay ở trong comment rất là nhiều, và những từ viết tắt này thì mỗi khách hàng khác nhau lại viết tắt khác nhau và mỗi một loại hàng khác nhau thì sẽ viết tắt khác nhau, và đương nhiên mỗi một người kỹ thuật khác nhau thì sẽ comment khác nhau. Chính vì vậy cho nên là cái từ viết tắt nó rất là đa dạng, và đặc biệt là những cái từ viết tắt này mình không tra được ở đâu cả, kể cả là từ điển tiếng Anh chúng ta không tra được, hay chị Google cũng không tra được. Vì vậy cho nên là mình chia sẻ với các bạn một danh sách trong này là những cái từ viết tắt thường gặp trong tiếng Anh ngành May, tất nhiên là nó không thể đầy đủ. Chính vì vậy cho nên là nếu mà các bạn nào mà gặp những từ viết tắt nào mà các bạn không tra được ra nghĩa thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình, thì có thể là mình sẽ cùng nhau trao đổi để tìm ra ý nghĩa của cái từ đó. Ngoài ra thì nếu mà các bạn cần cái file này thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ gửi cho các bạn cái file này. Giới thiệu qua một chút, nói rất nhiều về cái khóa học tiếng Anh chuyên ngành May. Thì hiện tại thì các bạn có thể liên hệ với mình theo cái số Zalo này để mình có thể chia sẻ thêm chi tiết hơn về khóa học. Và nếu mà các bạn đăng ký khóa học tiếng Anh chuyên ngành May tại thời điểm này thì các bạn sẽ được tặng ngay cái khóa đào tạo quản lý đơn hàng ngành May. Còn về cái giới thiệu chi tiết về cái khóa học tiếng Anh chuyên ngành May thì ở cuối cái video này mình sẽ giới thiệu chi tiết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bài học. Chào các bạn. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là shorten. Shorten nghĩa là những từ viết tắt trong tiếng Anh ngành May. Thì những từ viết tắt này các bạn sẽ gặp rất là nhiều khi mà làm việc với email hoặc là trong tài liệu kỹ thuật thì sẽ viết tắt rất là nhiều. Thì tùy theo từng khách hàng, tùy theo từng văn phong của từng người thì người ta sẽ viết tắt. Cho nên là cái từ viết tắt nó rất là đa dạng. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ một số những từ viết tắt phổ biến nhất. Và nếu mà trong công việc của các bạn có gặp những trường hợp nào mà viết tắt mà nó khác ở trong cái danh sách này thì các bạn có thể nhắn tin với mình. Ok, chúng ta đi vào. Đầu tiên là BOM là Bill of Material. Bill of Material nghĩa là danh sách nguyên phụ liệu. PPS thì chúng ta đã gặp trước đó rồi, nghĩa là Pre-Production Sample, tức là mẫu trước sản xuất. Pre-Production Sample. TOP là Top of Production, tức là mẫu đầu truyền. TOP sample là top of production, TOP sample. Còn ở đây là top of production là đầu truyền, còn cái này chỉ là đầu truyền thôi. Còn TOP sample là mẫu đầu truyền. Đây là please. Please là vui lòng thì các bạn chắc là biết hết rồi. PLS, please. Tiếp theo SMS là salesman sample. Salesman sample nghĩa là mẫu salesman ấy, là mẫu chào hàng ấy. CMT thì là viết tắt của từ comment, comment nhận xét. EST là especially là đặc biệt. Especially đặc biệt. Cái dấu thăng này là number nghĩa là số. PO thì là purchase order. Purchase order. Purchase order.
là đơn đặt hàng, SO là sample order, tức là đơn đặt hàng mẫu, sample order. ADV là advance, advance là lời khuyên. Từ này thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Advance là clear advance, tức là mày cho tao lời khuyên. Advance. Pic này là picture, picture là hình ảnh. QC thì chắc các bạn cũng biết nhiều rồi, đó là quality control, quality control. Còn QA là quality assurance, quality assurance. LC là letter of credit, letter of credit, tức là một phương thức thanh toán, hay còn gọi, còn được gọi là thanh toán bằng tín dụng hoặc là tín dụng thư, bằng thư tín dụng hoặc tín dụng thư. Tiếp theo, CRD là cargo receipt date, cargo receipt date. Cargo là hàng hóa này, receipt, ship là nhận, date là ngày, tức là cái ngày nhận được hàng hóa. CRD, cargo receipt date. Tiếp theo, IPA là Initial Production Audit. Initial Production Audit là kiểm hàng đầu truyền. Initial là ban đầu này, production là hàng sản xuất này, và audit là kiểm hàng. Initial Production Audit, kiểm hàng đầu truyền. Tiếp theo là KPI. KPI thì rất là nhiều công ty sử dụng cái KPI này để mà đánh giá thưởng theo tháng hoặc thưởng theo quý hoặc thưởng theo năm. Tiếp theo, KPI, Key Performance Indicators. Key Performance Indicators tức là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Trong đó, performance tức là cái hiệu suất làm việc. Indicator là những cái chỉ số, là những cái chỉ số chính về key này là chính, là những cái chỉ số chính về đo lường hiệu quả công việc. Rất là nhiều công ty, rất nhiều văn phòng sử dụng cái điểm số KPI. KPI là để thưởng. Tiếp theo, WIP là Work in Process. Work in Process tức là kế hoạch sản xuất. Work in process. Work là làm việc và process là cái quy trình. Có nghĩa là quy trình làm việc hay kế hoạch sản xuất. Tiếp theo, FCL tức là full container load. Full container load. Full container load tức là xuất hàng nguyên công. Full container load. Và ngược lại với full container load là less container load, tức là xuất hàng lẻ. LCL xuất hàng lẻ, tức là hàng của nhiều khách hàng được xếp chung vào một container. Tiếp theo, ACC hay ACC là according. According là theo hoặc là theo như. Tiếp theo, CR là Costing Report. Costing Report tức là những cái báo cáo về giá. BTW là By the way. By the way là nhân tiện. By the way. CM thì chúng ta đã học trước đó rồi. CM là Cost of Manufacturing. Cost of Manufacturing. Hoặc chúng ta có thể có một cái định nghĩa khác cũng được, nó là cutting and making, là CM, cutting and making. Còn CMPT là cost of manufacturing with trimming, hoặc có một định nghĩa khác đó là cut making and thread, tức là cắt may và phụ liệu hoặc cắt may và chỉ.
Còn CMPT là Cast Make Packing Thread, tức là cắt may, đóng gói và chỉ. Hoặc có một cái định nghĩa khác nữa, đó là Cost of Manufacturing with Packing and Trimming, thì đều là cắt may, đóng gói và phụ liệu. Một loại là cắt may, đóng gói và chỉ, và một loại là cắt may, đóng gói và phụ liệu. Ok, tiếp theo thì có cái từ CF. CF thì chúng ta có thể hiểu là Color fatness. Color fatness là cái độ bền màu. Thì thông thường thì chúng ta có cái những cái color fatness, ví dụ như là color fatness to light hoặc color fatness to water. Color fatness to light tức là cái độ bền màu theo cái ánh sáng, theo cái ánh sáng bên ngoài, tức là quần áo các bạn phơi trong bao nhiêu lâu thì bị bạc màu. Còn color fatness to water tức là cái độ bền màu theo giặt, giặt bao nhiêu lần thì bị bạc màu bao nhiêu. Và CF còn có một nghĩa khác nữa ở trong bảng thông số các bạn gặp rất là nhiều, đó là center front. Center front là giữa trước, và CB thì các bạn biết rồi, nó là center back. Center back là giữa sau. AQL. AQL là acceptable quality level. Acceptable quality level tức là mức độ chấp nhận được về chất lượng hàng hóa. Acceptable quality level. SNTS thì là single needle stitch. Single needle stitch tức là máy một kim. Và DNTS tức là double needle stitch, máy hai kim. SPS là high pressure shoulder tức là đỉnh vai. Ngược lại với high pressure shoulder, chúng ta có low pressure shoulder tức là cạnh vai, tức là điểm thấp nhất ở trên vai, cạnh vai, đầu vai ấy. AH thì chúng ta có thể hiểu là arm hole hoặc là air hole. Nếu arm hole là neck thì air hole là lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi thì chúng ta hay gặp ở trong túi bóng ấy. Túi bóng thì sẽ có lỗ thông hơi, air hole. WMS tức là workmanship. Workmanship là cấu trúc. Workmanship. Tiếp theo, AEG nghĩa là regarding. Regarding. Regarding, regarding nghĩa là về, có nghĩa là thảo luận về một cái vấn đề gì đó, về một cái vấn đề gì đó. Regarding. TP nghĩa là take part. Take part là tài liệu kỹ thuật. Take part. TOL là tolerance. Tolerance là dung sai. Và WS là worksheet. Worksheet, tài liệu kỹ thuật. Worksheet. SHR là shrinkage. Shrinkage là độ co rút. PC là pieces, là chiếc. Còn chiếc mà số lượng, số nhiều ấy là PCS. Nếu mà số ít thì là piece. Còn số nhiều thêm S ở đây và cũng đồng thời là PCS, thì cũng đồng thời thêm S ở đây là pieces. Piece, pieces. Piece, pieces. Và cái từ này thì chúng ta gặp rất là nhiều. Measurement. Measurement. WB, waistband là cạp. AEF nghĩa là reference. Reference là tham khảo. Reference. GMT thì là garment. Garment, hàng may mặc. QT này là quantity. Quantity. Quantity là số lượng. Quantity. Already. Already là những cái việc mà đã xảy ra rồi. Already. Delivery.
Delivery là giao hàng. Delivery. Stated. Stated. Riêng cái từ stated này thì tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh lại khác nhau. Nếu tiếng Anh là stated, còn tiếng Anh Mỹ là started. Các bạn nghe, đây là tiếng Anh Mỹ. Status. Started. Còn tiếng Anh. Status. Stated, stated hoặc started đều được. Tomorrow, tomorrow là ngày mai. Tomorrow. Immediately, immediately là ngay lập tức. Immediately. Should be nghĩa là nên là. Should be. MC là measurement chart. Measurement chart là bảng thông số. SPL này là viết tắt của từ sample, là mẫu. Sample. AWB number. AWB number tức là vận đơn hàng không, số cái số vận đơn hàng không hay là số pin gửi hàng chuyển phát nhanh ấy. AWB number. Sample yard. Sample yard là vải may mẫu. Sample yard là vải may mẫu. Receive. Receive. Receive là nhận. Receive. Nhiều khi người ta sử dụng cái từ receive mà đã nhận ấy thì thêm chữ D vào cuối cùng. Lúc đó chúng ta đọc là received, received. Còn nếu bình thường thì là receive, receive. SPI là stitch per inch, stitch per inch tức là mật độ mũi chỉ trên một inch, stitch per inch. Embroidery là thêu, embroidery. DTM là dye to match. Dye to match tức là đồng màu, khớp màu hay là tiệp màu. Whereas, whereas, whereas này phải có s. Whereas, whereas là bên phải khi mặc. Where là mặc và whereas là bên phải khi mặc và whereas. Whereas là bên trái khi mặc. Cái từ at còng này thì viết tắt của từ at. Là at. PKT là pocket. Pocket. SLV là sleeve. Sleeve là tay áo. Nghĩa là tay áo. Include. Include là bao gồm. Include. MOQ là minimum of quantity. Minimum of quantity tức là số lượng đơn hàng tối thiểu. Minimum là tối thiểu và quantity là số lượng. Minimum of quantity. Cái này là chúng ta hiểu là cái số lượng tối thiểu mà người ta sẽ nhận làm cho mình. Tiếp theo là size breakdown. Size breakdown là tỷ lệ size cỡ. Ở trong PO của chúng ta thì sẽ có cái size breakdown là mỗi một cỡ sẽ có số lượng bao nhiêu. Factory. Factory là nhà máy. Factory. TNA là time and action. Time and action. OTB là OK to buy, nghĩa là khách hàng xác nhận là chúng ta có thể đặt nguyên phụ liệu. OK to buy. Tiếp theo FOB, free on board. Free on board. CIF là cost insurance freight. Cost là chi phí này. Insurance là bảo hiểm và freight là cước phí. Cost insurance freight. EXW là H-work. H-work này nghĩa là giao hàng tại xưởng của người bán. Tức là người bán sẽ giao hàng tại xưởng của họ, tại nhà máy của họ, còn những việc còn lại như vận chuyển hay tất cả những thủ tục khác thì là người mua sẽ chịu trách nhiệm.
H-word. Khác với FOB thì chúng ta có FOA, tức là free on air. Free on air, giao hàng đến sân bay. CNF, tức là cost and freight. Cost and freight là tiền hàng cộng cước. Tiền hàng cộng cước thì nó có hai cái từ viết tắt là CNF hoặc CFR, cost and freight. CI là commercial invoice. Commercial invoice. Commercial invoice là hóa đơn thương mại. Commercial invoice. PPC là Production Plant Control. Production Plant Control. Tức là kiểm soát kế hoạch sản xuất. Production Plant Control. Before, before. Người ta viết chữ B và số 4 là for, before. Before. Instead of, before là trước đó, trước. Còn instead of là thay vì. Instead of là thay vì. Attach là đính kèm. FYI này thì chúng ta gặp rất là nhiều. Nhiều khi người ta forward cho chúng ta một cái thư và người ta chỉ để là FYI, có nghĩa là for your information. For your information. Tức là gửi thông tin cho bạn để bạn biết. For your information. RSVP thì đây là một từ, có một từ tiếng Pháp thì chúng ta hiểu nghĩa của nó là xin hãy trả lời hay là xin hãy phản hồi. ETA là Estimate Time of Arrival. Estimate Time of Arrival. Cái nghĩa là thời gian dự kiến hàng đến nơi. Estimate. Estimate là dự kiến, ước tính. Time là thời gian này. Arrival là đến, hàng đến. Estimate Time of Arrival. ETD, Estimate Time of Delivery. Delivery là giao hàng. Estimate Time of Delivery. Tiếp theo, AKA. AKA, also known as. Also known as. Còn được biết đến là. FAQ, Frequently Asked Questions. Frequently asked questions. Tức là những câu hỏi thường xuyên. Frequently asked questions. ATM. ATM thì các bạn quen rồi. ATM, cái máy rút tiền tự động ấy. ATM ấy, Automated Teller Machine. Automated Teller Machine. Hoặc là chúng ta còn có một nghĩa khác là At the moment. Tức là tại thời điểm này, tại lúc này. TBA là to be announced, tức là sẽ được công bố. To be announced hoặc to be advised. To be advised thì là sẽ được hướng dẫn hoặc sẽ được hướng dẫn về về sau. To be announced hoặc to be advised. To be advanced thì cái này sử dụng được dùng rất là nhiều ở trong email. Các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Hai cái từ này thì không hay dùng. Chúng ta có cái từ này thì không hay dùng, bỏ đi. Còn cái từ drip này thì chúng ta rất là hay dùng. Chúng ta hay thấy cái từ này thì là chúng ta hay gặp. Cho nên là mình đưa vào, nhưng mà ở trong tiếng Anh chuyên ngành mai thì cũng không hay gặp. RIP, rest in peace, tức là mong yên nghỉ. Rest in peace. PS,
PS là postscript, tức là tái bút. Postscript. ID là nhận diện, là identification, identification. IQ thì các bạn bị gặp rất là nhiều, nghe rất là quen, nghĩa là chỉ số thông minh. IQ nghĩa là intelligence quotient. Intelligence quotient là chỉ số thông minh. PC, PC các bạn cũng gặp rất là nhiều, đó là personal computer. Personal computer. PR. Public relations. Public relations tức là quan hệ công chúng. SOS. SOS là tín hiệu cấp cứu đấy. SOS, SOS là save our soul hoặc save our ship. Save our ship là tín hiệu kêu cứu. AWOL nghĩa là absent without leave. Absent without leave. Tức là absent này là vắng mặt này, without là không có này. Leave tức là vắng mặt không có phép. Absent without leave. Missing in action. Missing in action tức là mất tích. Missing in action. Trước công nguyên là common existence. Common existence. Còn trước công nguyên là before common existence. Before common existence. Sau công nguyên là common existence. Còn trước công nguyên là before common existence. IE. IE này thì đây là một từ có nghĩa từ tiếng Latin, có nghĩa là hay easy thì là ví dụ. Easy là ví dụ. DOB là date of birth. Date of birth. Date of birth là ngày sinh. HR đây là một bộ phận rất quan trọng trong công ty. Human resources. Human resources là nhân sự. ASAP thì các bạn cũng gặp rất là nhiều. As soon as bro. Sorry. As soon as possible. Possible là có thể. As soon as là nhanh nhất. As soon as possible nghĩa là nhanh nhất có thể. Be right back. Be right back là sẽ quay trở lại ngay. Be right back. By the way là nhân tiện. Anyway, anyway là dẫu sao thì. Cái từ CC và BCC này thì ở trong email chúng ta sử dụng rất là nhiều. Thì không biết các bạn đã phân biệt được chưa? Thì CC nó là carbon copy và BCC là clean carbon copy. Tức là ở cái chế độ CC này thì khi mà bạn nhận được, bạn nằm ở trong cái chế độ CC này thì bạn sẽ biết là cái email này được gửi cho tất cả những ai. Nhưng mà nếu mà cái email của bạn mà để ở trong cái BCC này thì tức là khi mà bạn nhận cái email này bạn không biết là cái email này được CC cho những ai. Tiếp theo là in my opinion là theo ý kiến của tao, theo ý kiến của tôi. LOL là laugh out loud. Laugh out loud thì cái LOL này các bạn gặp cái icon rất là nhiều, laugh out loud. Tiếp theo W à, VIP. VIP thì các bạn chắc là rất là quen rồi, very important person. Very important person. CEO. CEO là giám đốc điều hành. Rất quen.
CEO là Chief Executive Officer, tức là giám đốc điều hành. Headquarter, headquarter là trụ sở. Headquarter. EXT này thì các bạn gặp khi mà cái số máy nội bộ ấy, ở trong chữ ký ấy, người ta thường có cái từ EXT này là extension. Extension là số máy nội bộ, số máy mở rộng, extension. Và ECT là etc, là vân vân, etc, vân vân. Ok, như vậy là mình sẽ đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều những từ tiếng Anh được viết tắt, và đây là những cái từ rất cơ bản. Thì như mình nói lúc đầu, hy vọng rằng là những cái từ này sẽ giúp cho các bạn hiểu được nghĩa của những cái từ viết tắt. Và nếu trong công việc cũng như là trong email của các bạn hay trong tài liệu kỹ thuật hay bạn gặp ở bất cứ đâu mà có những cái từ viết tắt nào khác ở trong này thì các bạn có thể liên hệ với mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Là rất rất nhiều bạn quan tâm đến tiếng Anh chuyên ngành may. Vì vậy nên là xin phép các bạn ở cái đoạn đầu của video mình muốn chia sẻ với các bạn về khóa học tiếng Anh chuyên ngành may của mình, và thì ở đây cũng là một khóa học có phí. Thì cái khóa học này của mình là bao gồm 30 bài, từ bài 1 đến bài 30, và với 12 chủ đề. Thì với mỗi một bài học, với mỗi một chủ đề, mình đều có bài tập thực hành. Chủ đề đầu tiên là về Common Defects, tức là các lỗi may trong tiếng Anh, thì mình cũng có bài tập thực hành, đó là dịch nhận xét hoặc dịch comment Anh Việt hoặc Việt Anh dựa trên hình ảnh sản phẩm lỗi. Từ bài số 1 đến bài số 3 là các lỗi may trong tiếng Anh. Từ bài số 4 đến bài số 9 là cách đọc hiểu dịch và cách đo bảng thông số của tất cả các loại mặt hàng trong tiếng Anh. Bài số 10 là tên các loại nguyên phụ liệu trong tiếng Anh ngành may. Bài số 11, tên các sản phẩm may mặc và các bộ phận của chúng trong tiếng Anh. Bài số 12, các loại đường may trong tiếng Anh. Bài số 13, tất cả các thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh ngành may. Bài số 14 là tiếng Anh ngành may về giặt. Từ bài 15 đến bài 18, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bản sewing instruction, tức là bảng hướng dẫn may bằng tiếng Anh của tất cả các loại sản phẩm may mặc. Thì cái bản này là cái bản mà các bạn làm khi mà hướng dẫn công nhân may, có thể là công nhân may mẫu hay là công nhân may đơn hàng đại trà. Bài số 19, bài số 20 là đọc hiểu dịch và trả lời email tiếng Anh. Bài số 21 đến bài số 28 là đọc hiểu và dịch tài liệu kỹ thuật. Từ bài 25 đến bài 29 là tiếng Anh giao tiếp ngành may. Bài 30 cũng là bài rất quan trọng, là bài cuối cùng của khóa học, đó là phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may. Thì mình có 50 câu hỏi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời 50 câu hỏi thông thường khi mà phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành may. Đây là những câu hỏi chung khi mà phỏng vấn tiếng Anh. Ngoài ra thì có hơn 100 câu hỏi là về tiếng Anh chuyên ngành may, tức là 50 câu hỏi là tiếng Anh thông thường, ví dụ như là giới thiệu bản thân hay vân vân và vân vân. Còn hơn 100 câu hỏi phía sau là những câu hỏi về chuyên ngành may. Và mình có 12 bài tập tương ứng với 12 chủ đề. Thì với mỗi một chủ đề thì sẽ có một bài tập thực hành đi kèm. Và cấu trúc của bài học của mình bao gồm: thứ nhất là mình sẽ gửi video bài giảng cho các bạn, và tương ứng với video bài giảng thì mình sẽ gửi file Excel là file giáo trình bài giảng cho các bạn. Đi kèm với giáo trình video, mình sẽ gửi bài tập cho các bạn. Sau khi mà các bạn hoàn thành thì các bạn gửi lại cho mình để mình kiểm tra, nhận xét và giải thích thêm cho các bạn, chỉnh sửa cho các bạn.
Thì ở trong 12 chủ đề với 30 video này hoàn toàn là mình sử dụng cái tài liệu của mình. Tuy nhiên mình hiểu là các bạn làm rất là nhiều sản phẩm may mặc khác nhau, vẫn rất là nhiều khách hàng khác nhau. Chính vì thế cho nên là nếu các bạn yêu cầu mình làm video hướng dẫn dựa trên tài liệu mà các bạn gửi, thì các bạn gửi tài liệu cho mình và mình làm video hướng dẫn gửi lại cho riêng các bạn. Tiếp theo nữa là khi mà các bạn học theo video hay bạn làm bài tập hàng ngày, thì các bạn có thể là hỏi mình, nhắn tin gọi điện hỏi mình, hoặc là đặc biệt mình hỗ trợ cho các bạn là công việc hiện tại của các bạn có gì khó khăn hay là có gì mới thì các bạn cũng có thể hỏi mình. Bởi vì mình hiểu, mình cũng đã từng trải qua, mình rất hiểu là đặc biệt là với các bạn mới khi mà bước chân vào ngành may thì rất là những giai đoạn đầu rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là mình sẽ đồng hành đi cùng các bạn, hướng dẫn hỗ trợ các bạn trong công việc hiện tại của các bạn, kể cả về quản lý đơn hàng hay kể cả về QA/QC và đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành may. Đây là khóa học có phí. Các bạn nếu mà có quan tâm thì liên hệ với mình theo số Zalo này để chia sẻ thêm chi tiết về khóa học. Ok, bây giờ quay trở lại chương trình khóa học đào tạo quản lý đơn hàng ngành may. Cảm ơn các bạn.